Sáng ngày 3 tháng 6, Liên đoàn Lao động quận tổ chức chương trình tặng quà cho con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập, vượt khó học giỏi năm học 2020-2021. Tới dự có đồng chí Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Đại biểu quận có đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận, đồng chí Phạm Văn Diện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Những năm qua, cùng với việc tích cực đẩy mạnh thực hiện phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động quận và Công đoàn cơ sở trực thuộc luôn quan tâm động viên con đoàn viên công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập, các cháu vượt khó học giỏi với những việc làm thiết thực, qua đó động viên các cháu tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 6 suất quà và Liên đoàn Lao động quận trao 107 suất quà cho con đoàn viên công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập vượt khó học giỏi. Đây là một trong những hoạt động của Liên đoàn Lao động quận hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021.